Ok, xin chào anh em, lại là mình đây, mình là Minh Khang đến từ Coi 68. Thì cũng như thường lệ mà thôi, thì tầm khoảng vào giữa tuần mình sẽ cho anh em đến một video để mà có thể cập nhật những cái diễn biến mới nhất đang xảy ra trên thị trường. Nhưng mà mình rất xin lỗi anh em nha, tại vì tầm khoảng thứ tư thứ năm thì mình phải về quê để mình chuẩn bị một số cái bước cần thiết để mà mình cũng đón Tết như bao người thôi. Nên vì vậy trong ngày hôm nay cũng là ngày mình làm cái video này tầm khoảng thứ sáu thứ bảy thì mình cũng sắp xếp một cái gì đó để mà có thể gửi đến cho anh em, để cho anh em có thể cập nhật những cái gì mới nhất đang xảy ra trên thị trường. Vì vậy nếu mà cái video này mà nó chậm trễ hơn những cái video khác thì anh em có thể thông cảm một tí cho mình nha. Rồi, mình sẽ không dài dòng nữa mà mình sẽ đi vào ngay cái video ngày hôm nay thôi, để mà cho anh em có những cái bước thông tin cần thiết nhất để mà mình có thể mình yên tâm trên cái thị trường này và mình đưa ra những cái quyết định nó chính xác nhất để mà mình có một cái Tết thật là an lành và vui vẻ nha anh em. Rồi, đầu tiên thì như anh em cũng biết ấy, thì trong tuần qua thì Bitcoin nó đã dần, mình gọi là nó hồi phục mạnh cũng chưa hẳn, nhưng mà nó đã có một cái tín hiệu gọi là nó hồi phục lên nhẹ một tí rồi. Và cái sự hồi phục đó là do ra làm sao? Thì đầu tiên chắc chắn bất kỳ ai chúng ta cũng phải biết rằng trong tuần qua nó có những cái gì. Thì ở cái video đợt trước mình có chia sẻ cho anh em thì chúng ta liên tục bị gặp những cái phết, như là thứ nhất là về nước Nga, đúng không? Họ nói là họ đề xuất cấm thẳng tay về crypto. Và những cái nguồn thông tin lo ngại rằng cái cuộc họp của Fed trong tuần này thì Fed sẽ đưa ra cái thời điểm để mà Fed có thể tăng được cái lãi suất đó, tăng cái lãi suất trong năm nay đó. Thì cái điều đó đã gây ra một cái tâm lý lo sợ đối với thị trường nói chung nha anh em. Và chúng ta đã chứng kiến một cái cú đâm của Bit về tầm khoảng 33.000 đô. Nhưng mà hiện tại thì Bit bây giờ nó đang hồi phục lên dần rồi, mà mình cho rằng đây là một cái tín hiệu hồi phục nhẹ thôi nha, chứ không phải là một cái khả năng để mà nó thiết lập một cái sự tăng trưởng mới, một cái chu kỳ tăng trưởng mới để mà chúng ta có thể bull run trong năm nay chẳng hạn đó. Nhưng mà thà có sự hồi phục nhẹ để đem lại cái tín hiệu tích cực cho thị trường, chứ chúng ta đã sống một cái cách nó quá là bí bách trong vòng 2 tháng qua rồi, đúng không anh em? Lúc nào cũng đâm cả. Thì đầu tiên á, cái sự hồi phục này thì chúng ta phải nói đề về Fed đi. Thì qua cái cuộc họp của Fed trong tuần này thì anh em cũng đã biết được rằng là Fed hiện tại thì vẫn chưa có nâng mức lãi suất. Nhưng mà như mình cũng đã đưa tin rất là nhiều đó, thì cái việc mà Fed nâng lãi suất trong năm nay chỉ là một cái câu chuyện sớm muộn mà thôi, đúng không? Và trong cái cuộc họp trong tuần này thì Fed nói là hiện tại chúng tôi chưa nâng lãi suất, nhưng mà rất nhiều cái trang báo, rất nhiều cái thông tin của Mỹ chính thống họ cho rằng là rất có thể cái giai đoạn mà Fed nâng lãi suất trong năm nay đầu tiên sẽ là tháng 3 đó. Vì vậy nên là thị trường của chúng ta đã hấp thụ cái thông tin này nó cũng khá là lâu rồi, đúng không? Cái việc mà Fed nâng lãi suất nó đã là một cái thông tin nó quá là cũ kỹ, và thị trường của chúng ta đã hấp thụ từ cái hồi mà tháng 12 rồi, và nó cũng đã đâm rồi. Và đến thời điểm hiện tại khi mà Fed nói là sẽ tới tháng mấy chúng tôi sẽ nâng lãi suất hay sau đó, thì dường như là thị trường nó cũng đã thích ứng được với cái tin tức này rồi. Và anh em thấy là trong cái đêm mà Fed họp đó thì ngay lập tức thì Bitcoin đã có một cái cú pump lên, mình nhớ không nhầm là nó tầm khoảng là 38-39.000 đô đó. Và tiếp theo chúng ta có một cái thông tin khác, đó chính là về Tesla. Thì Tesla như anh em cũng biết là vào khoảng mà đầu tháng 1, tháng 2 của năm 2021 đó, thì Tesla họ có nói là họ sẽ đầu tư 1,5 tỷ USD vào Bitcoin. Và từ đó tới nay thì họ không có mua thêm, cũng không có bán ra. Và cái bán đầu tiên của họ, họ chỉ bán, mình tạm gọi là bán xé nháp đó anh em, đó chứ không phải là bán tất cả Bitcoin của họ nha. Tức là họ bán xé nháp 10% để họ có thể, mình cho rằng đây là một cái hành động để mà Tesla có thể thử nghiệm được là cái tính thanh khoản của Bitcoin khi mà chúng tôi có lời chúng tôi bán ra nó sẽ như thế nào trên thị trường mà thôi. Thì cái con số mà Tesla đã bán ra chỉ là 10% mà thôi, và mình nhớ không nhầm là vào thời điểm đó Tesla đã thu về cái mức lợi nhuận khoảng 232 triệu đô la đó. Thì đối chiếu của cái bảng này thì anh em cũng thấy là Tesla đây, mình sử dụng cái nguồn dữ liệu của Bitcoin Treasury, thì chúng ta đã thấy là Tesla đó bây giờ họ vẫn đang giữ khoảng là 43.200 Bitcoin, tương đương với 1,569 tỷ đô. Tức là bây giờ họ dường như là cái khoản mua ban đầu của họ là họ chỉ lời một ít thôi, tại vì bây giờ chúng ta cũng thấy là Bitcoin nó cũng đang đâm mà đó. Và như mình cũng đã nhắc trong những video lần trước của mình là cái khoản DCA, tức là cái mức trung bình giá của Tesla họ chi ra để mà họ mua cho mỗi Bitcoin, cái khoản ban đầu của họ đó, thì nó rơi vào tầm khoảng từ 31-32.000 đô la đó nha anh em. Rồi, và tiếp theo đó thì ngay khi chúng ta qua đi những cái áp lực từ Fed, chúng ta mới đối diện xong với những cái áp lực từ phía Nga chẳng hạn đi, thì cái nguồn thông tin mà mình cho rằng là nó sẽ gây tiêu cực, mà mình cũng hy vọng là nó sẽ không có tiêu cực lắm đâu, tại vì cái này chúng ta đã gặp một lần vào hồi đầu tháng 1 rồi, đó chính là về cái vấn đề hash rate của Bitcoin. Thì anh em cũng biết là cái nước Kazakhstan, thì kể từ khi mà Trung Quốc đó họ đàn áp cái việc mà thợ đào đó, họ đã đẩy thợ đào ra khỏi cái vùng đất của họ, tại vì họ thực hiện cái lệnh đàn áp trên diện rộng mà anh em, vì thế thợ đào họ không có sống nổi ở Trung Quốc nữa. Và cái đất nước Kazakhstan này chính là một cái nơi để mà dành cho thợ đào
đó họ di cư sang đây để mà họ tìm những cái nguồn năng lượng nó dồi dào hơn, nó, cái nguồn năng lượng nó mới hơn để mà họ phục vụ cho cái việc khai thác Bitcoin của họ đó. Thì anh không biết là kể từ cái giai đoạn đó, cái giai đoạn tháng 5 đó trở đi thì Kazakhstan nó nổi lên là một cái đất nước mà nó là dường như là nó có một cái tỷ lệ hash rate Bitcoin, nếu mà xếp trên toàn cầu nha anh em, thì nó đứng thứ hai, nó chỉ sau Mỹ mà thôi. Đó, thì vào đầu tháng 1 chúng ta đã thấy rằng là Kazakhstan họ có một cái sự kiện gì, chính là họ bị mất internet anh em. Họ bị mất internet tại vì là trong cái đất nước của họ đó, nó đang bị nội chiến, nó đang bị những cái cuộc biểu tình, nó đang bị những cái rắc rối chính trị mà tùm lum tùm la hết đó, mà mình hay gọi đó chính là những cái cuộc khủng hoảng chính trị trong nước đó. Thì đến thời điểm hiện tại đó, thì vào ngày hôm qua đến vào ngày 27 tháng 1 nè, thì chúng ta đã có thêm một cái thông tin mới nữa, đó chính là Kazakhstan họ sẽ cắt điện luôn, họ cắt điện luôn để họ không có cung cấp cho những cái thợ đào Bitcoin và thợ đào tiền mã hóa nữa. Và cái điều này á, nó sẽ kéo dài tới cuối tháng 1, và họ chưa có đưa ra một cái thông báo rằng là sau cuối tháng 1 tới tháng 2 thì chúng tôi có đưa điện lại hay không. Thì cái vấn đề đó là mình không biết, nhưng họ chỉ đưa ra thông báo tại thời điểm hiện tại là chúng tôi sẽ cắt từ đây tới cuối tháng 1 thôi. Thì anh em cũng biết á, là cái vấn đề mà dạo gần đây thị trường của chúng ta được nâng đỡ bởi những thợ đào rất là nhiều anh em. Tại vì nếu anh em nào mà theo dõi kỹ mình qua từng video từng tuần thì mình luôn nhắc nhở cái câu chuyện rằng là cái câu chuyện từ tháng 12 tới tháng 1, thị trường của chúng ta được nâng đỡ bởi thợ đào rất là nhiều. Tại vì ngay tại thời điểm này đó, thì cái nguồn tích lũy của thợ đào đó chính là một cái lực kéo rất cực kỳ quan trọng để có thể giữ giá Bitcoin ngay tại thời điểm hiện tại nha anh em. Và nếu chúng ta bắt gặp một cái trường hợp nào đó giống như tháng 3 năm 2020 và tháng 5 năm 2021, bắt buộc thợ đào họ phải bán xả ra cái lượng nắm giữ của họ để mà họ có thể họ trang trải những cái chi phí khác, họ trang trải những cái thiết bị mà giúp cho họ đào tiền mã hóa cũng như là đào Bitcoin đó em, thì chúng ta sẽ thấy một cái cú đâm cực kỳ khủng khiếp nha anh em. Đó, nhưng mà vào thời điểm hiện tại chúng ta đang được nâng đỡ rất là nhiều, và cái hash rate này á, và nếu mà nó bị sụt giảm thì chắc chắn là nó sẽ gây một cái tổn thất rất là lớn đối với những người thợ đào, đối với những cái người mà họ hoạt động khai thác Bitcoin. Và khi mà họ đào không ra nữa, họ không có cái nguồn lợi nhuận đào đó nữa thì sao, thì bắt buộc họ phải lấy cái máu của họ, tức là họ lấy cái sản phẩm họ đào ra đó nên để mà họ đi họ bán ra để mà họ trang trải cho cái cuộc sống của họ chứ đúng không. Thì tại sao chúng ta lại không có lo lắng về cái vấn đề này, và ngay cả chính bản thân mình cũng cực kỳ lo lắng về cái vấn đề này đó. Nhưng mà đó là ngày 27 tháng 1, thì chúng ta cũng đã thấy á, thì vào ngày 27 tháng 1 khi mà hash rate của Bitcoin nó đang di chuyển vậy nè, thì nó sụt một cây xuống đó tầm khoảng là 171 ETH trên giây. Nhưng mà rất là may mắn tại điểm mình làm cái video này đó, thì hash rate nó đã dội lên lại rồi đó. Thì cái điều này á, mình nghĩ rằng nó cũng phải cần một cái thời gian để mà nó hấp thụ thôi. Và nếu cái vấn đề này nó không được giải quyết triệt để, thì mình nghĩ rằng là cái hash rate trên toàn thế giới nó cũng sẽ bị ảnh hưởng rất là nặng nề, và từ đó nó sẽ kéo giá của Bitcoin xuống như thế nào nữa. Thì cái đó là cái mà chúng ta cần phải quan sát trong thời gian tiếp theo. Và cái vấn đề hash rate, cái vấn đề thợ đào, thì mình nghĩ rằng anh em cũng nên lưu ý trong cái thời gian này nha anh em. Đó, tại vì dẫu sao cái việc mà chúng ta bán Bitcoin, chúng ta giao dịch Bitcoin trên thị trường, nó không phải là cái vấn đề giữa cá mập với cá mập, nó không phải là một vấn đề giữa người bán lẻ và người bán lẻ, mà nó còn rất nhiều yếu tố khác. Và thợ đào chính là một trong những cái yếu tố mà mình luôn luôn lo lắng, nó không kém gì những cái thị trường phái sinh đâu anh em. Đó, nhưng mà mình hy vọng rằng đây cũng sẽ là một cái ngưỡng áp lực tạm thời dành cho Bitcoin mà thôi, và nó cũng sẽ được giải quyết sớm trong một thời gian ngắn nhất thôi, chứ nó không hoàn toàn ảnh hưởng đâu. Tại vì xét về cái mức độ nghiêm trọng thì cái vấn đề này và cái vấn đề Trung Quốc, thì mình nghĩ rằng là nó giống như là mình so sánh giữa 1kg với 100kg vậy. Vấn đề Trung Quốc nó vẫn lớn hơn rất là nhiều. Đó, rồi tiếp theo chúng ta đã có những cái cú quay xe thế nào. Thì đầu tiên anh em thấy rằng là chúng ta có Tổng thống Vladimir Putin. Thì vào tuần trước thì anh em biết rằng là ở nước Nga đó, họ cái ngân hàng trung ương Nga đó, họ nói là họ đề xuất cấm thẳng tay tiền mã hóa nè. Cấm thẳng tay là sao? Tức là cấm y chang Trung Quốc luôn, không khác bất kỳ một cái điểm nào hết. Cấm ở đây tức là cấm giao dịch, cấm khai thác, cấm đào tùm lum tùm la hết. Đó, nhưng mà vào khoảng cũng ngày hôm qua luôn, thì Tổng thống Putin đó, ông có lên ông phát biểu một cái câu là như thế này. Ông nói rằng là cái ông ủng hộ cái ngành đào tiền mã hóa tại đất nước Nga, và ông cho rằng cái ngành này đó, cái ngành này nó cũng sẽ một phần ở đó nó giúp cho cái nền kinh tế của nước Nga đi lên. Và cái điều này đó không phải là tổng thống Putin nói đầu tiên tại nước Nga đâu, mà nếu anh em nào mà cũng theo dõi mình tầm khoảng từ 3 đến 4 tháng trước, thì vào cái giai đoạn mà khoảng tháng 7 tháng 8 đó, thì cũng đã có rất nhiều nhà lập pháp của giới chính quyền Nga đó tại cái mà mình hay gọi là Duma quốc gia của Nga đó anh em, đó tại Hạ viện Nga đó, thì những cái nhà lập pháp tại Hạ viện Nga họ cũng có chia sẻ một cái thông tin rằng là chúng tôi bây giờ mấy ông có thể nói là cấm giao dịch, cấm gì cũng được, nhưng mà chúng tôi kiên quyết nói rằng là cái vấn đề phạm vi khai thác, tức là phạm vi đào Bitcoin phải được
hợp lại và phải được quản lý, tại vì đó là một cái phạm vi mà có thể giúp cái nền kinh tế Nga đi lên. Và những cái thông tin từ cái nhà lập pháp tại cái thời điểm đó thì dường như là rất nhiều người trong chính phủ Nga họ coi thường cái vấn đề đó, anh em, họ coi thường cái vấn đề đó. Và nó kéo dài đến thời điểm hiện tại, thì đến thời điểm hiện tại Tổng thống Putin đã khẳng định rằng là cái vấn đề đó là đúng. Và anh em nào mà cũng có theo dõi tầm khoảng tháng 10 và tháng 11 thì Tổng thống Putin ông cũng đã nói một câu mà mình nghĩ rằng nó rất là đắt, nó cực kỳ đắt nha. Nhưng mà những cái chi tiết đắt đó thì anh em thường hay bỏ quên. Tại vì những cái sự kiện sau này mà nó xảy ra sau này đó thì nó phải có một cái nền ở lần trước rồi thì nó mới xảy ra. Nó giống như kiểu chúng ta xây một cái nhà anh em, ví dụ một cái nguồn thông tin nào đó ra, đúng không? Thì chúng ta phải xét lại rằng trong quá khứ nó đã có những cái nền móng gì để mà bây giờ nó diễn tới một cái kết quả như vậy, chứ chúng ta không phải ngồi chờ đợi một cái đùng một cái là họ ra một cái tin nào đó nó cực kỳ giật gân, nó cực kỳ hot. Đó là một cái nó rất là vô lý. Thì để ông Putin đó, ông khẳng định cái vấn đề này thì trước đây đó, vào tháng 10 và tháng 11 đó anh em, thì Putin ông đã thừa nhận được là Bitcoin là một cái gì đó thật sự có giá trị nha anh em. Tức là ông đã khẳng định là Bitcoin là một cái gì đó có giá trị rồi. Và đến bây giờ những cái gì đó liên quan đến Bitcoin như là về DAO Bitcoin thì ông ủng hộ cái việc đó. Thì cái việc đó dường như là nó đã khỏa lấp tất cả những cái đề xuất cấm thẳng tay của Ngân hàng Trung ương Nga, hoặc là những cái gì đó mà nó cấm, những cái gì đó mà nó phán xét về cái ngành này trước đây. Đó thì cũng chính là cái lý do này kết hợp với cái thông tin của Fed thì mình nghĩ rằng là nó cũng đã gây ra một cái tiếng vang để giúp cho mà Bitcoin có thể hồi phục lên. Đó, một tí thôi, dẫu một tí thôi thì bây giờ anh em cũng đã cảm thấy thoải mái hơn rồi, đúng không? Và trong tương lai thì mình nghĩ rằng với cái quan điểm này của ông Putin thì chắc chắn Nga họ cũng sẽ dần dần họ nới lỏng và họ sẽ có những cái biện pháp, những cái suy xét mới để dành cho cái ngành tiền mã hóa của chúng ta có thể cập bến được một cách nó trọn vẹn nhất tại cái đất nước này, chứ chúng ta không bị cấm hoàn toàn đâu. Và tiếp theo đó anh em, thì chúng ta cũng đã có một cái pha quay xe khác của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đó, đó chính là ông Erdogan. Thì anh em biết rằng là cũng vào tháng 11 luôn thì ông Erdogan ông có nói một cái câu như thế này. Ông nói là đất nước Thổ Nhĩ Kỳ, người dân Thổ Nhĩ Kỳ và chính cả ông là sẽ cùng tuyên chiến với Bitcoin. Tức là cái câu tuyên chiến này là sao anh em? Cái câu tuyên chiến này tức là không có đội trời chung với Bitcoin luôn. Tức là cái gì mà liên quan tới Bitcoin mà va chạm vào cái đất nước của chúng tôi á, chúng tôi đá ra ngoài đất nước luôn. Đó như kiểu là như vậy. Nhưng mà tại thời điểm hiện tại đó thì Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan đó thì ông đã quay xe y chang như nước Nga luôn. Đó, mà nước Nga là trước đây Putin thừa nhận là Bitcoin có giá trị, đúng không? Nhưng mà cái trường hợp này của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan thì ông nói rằng chúng tôi tuyên chiến luôn, Bitcoin là cái thứ gì đó không cần biết. Đó, nó còn gay gắt hơn Tổng thống Putin nữa. Nhưng mà tại thời điểm hiện tại đó thì anh em biết là Tổng thống Erdogan đó ông nói rằng là cái việc mà Bitcoin tồn tại thế nào, cái ngành tiền mã hóa tồn tại như thế nào, cái cách thức chúng ta áp dụng cái crypto này vào cuộc sống như thế nào thì tôi phải cần các anh nghiên cứu kỹ. Và ông đã thúc giục một cái đảng APK, mà cái đảng APK này thì anh em cứ nghĩ là đây là một cái đảng cầm quyền về phe của Tổng thống Erdogan tại Thổ Nhĩ Kỳ đó, thì chúng ta hiểu đơn giản là vậy. Thì ông Erdogan á, ông đã nói với cái đảng APK này đó là ông thúc giục cái đảng này là phải thực sự nghiêm túc để mà nghiên cứu về những khía cạnh áp dụng của tiền mã hóa. Và đặc biệt hơn một cái hơn Tổng thống Putin mà mình rất đánh giá cao Tổng thống Erdogan, tức là ông không những quan tâm về tiền mã hóa mà ông cũng quan tâm về không gian metaverse nữa anh em. Đó, thì hai cái phạm trù này đó thì ông trong tuần này luôn thì ông cũng đã họp với đảng cầm quyền APK và ông cũng đã nói rằng là các anh phải thực hiện nghiêm túc để mà nghiên cứu sâu về cái vấn đề này, tại vì những cái vấn đề như thế này đó nó có thể thúc đẩy những cái chính sách phát triển về mặt công nghệ, về mặt quốc gia đối với Thổ Nhĩ Kỳ. Và cũng trong khoảng là vào tháng 1, ngày 18 tháng 1 vào tuần trước đó thì anh em biết là cái đảng APK này đó họ cũng đã ngồi họp với nhau, tức là họ không có ngồi họp tổng thống nha. Cái việc mà họ họp ngồi với tổng thống Erdogan là vào đầu tuần này, nhưng mà vào ngày 18 tháng 1 thì những cái người trong cái đảng cầm quyền APK này họ cũng đã ngồi họp với nhau. Mà anh em biết một cái điều đặc biệt là họ ngồi họp với nhau ở đâu không? Họ ngồi họp với nhau ở trong không gian Metaverse. Đó, thì dựa vào những cái dữ kiện lẻ tẻ đó thì chúng ta cũng đã thấy được rằng là cái ngành tiền mã hóa và cái không gian Metaverse của chúng ta bây giờ nó đã bước sang một cái trang mới rồi. Nó không có phải là những cái gì đó mà nó quá là mơ hồ, nó không có phải là những cái gì đó mà nó quá là bánh vẽ nữa, đúng không anh em? Và nếu mà chúng ta nói về cái không gian Metaverse thì mình cũng xin liệt kê cho anh em để anh em có đủ những cái nhìn nhận về những cái bên ngoài đang xảy ra như thế nào. Thì anh em biết á, thì không gian Metaverse nó được những cái gã nó mà mình có thể gọi là đó là gã khổng lồ phương tiện truyền thông, đúng không? Là Facebook đó, là Meta đó. Khi mà cái ông Facebook này ông đổi tên thành Meta thì ông đã chớm một cái ngọn lửa để mà có thể thổi bùng cái phong trào này. Và nếu anh em để ý kỹ nha, nếu mà anh em để ý kỹ á, anh em liệt kê lên những cái công ty, tổ chức, tập đoàn lớn trên thế giới đó thì
đa ngành nghề, đa phạm vi họ đều tham gia vào cái này. Và mình xin liệt kê một tí, ví dụ như là về những cái hãng đồ thời trang thì chúng ta có thời trang thể thao và thời trang cao cấp, đúng không? Về thời trang thể thao đó thì chúng ta có Adidas, Nike, chúng ta có Under Armour. Đó, thời trang cao cấp thì chúng ta có vô số luôn, chúng ta có Prada, chúng ta có Gucci, rồi chúng ta có Gap các kiểu, đúng rồi. Tiếp theo là về những cái thực phẩm và đồ uống công ty giải khát thì chúng ta có ai? Chúng ta có Pepsi, chúng ta có Coca-Cola, đó, và chúng ta có Beer Budweiser, vân vân. Đó. Tiếp theo đó là về phương diện về công nghệ thì vô số anh em về công nghệ thì chúng ta có Facebook đã đổi thành Meta, chúng ta có Microsoft, chúng ta có Amazon, chúng ta có Walmart, mình vừa đưa tin vào tuần trước luôn, Walmart đã lộ những cái thông tin khi mà họ đăng ký nhãn hiệu của họ để họ tham gia vào NFT và Metaverse rồi, đúng không? Chúng ta có ai nữa? Chúng ta có BYC, chúng ta có những cái gã khổng lồ hàng đầu trong công ty game như là về Ubisoft nè, đó, rồi vân vân. Và tiếp theo về trên phương diện quốc gia, cái đó chỉ là mới là những cái công ty thôi nha. Về trên phương diện quốc gia thì anh em biết là cũng trong tuần trước chúng ta có thành phố Thượng Hải. Thành phố Thượng Hải là của Trung Quốc đó, là họ đã nói rằng là trong cái chiến dịch mà triển khai về cái chính sách 5 năm phát triển sắp tới của họ đó, thì Metaverse là một trong những, trong 7 cái danh mục trọng điểm của họ để mà họ nhắm tới họ phát triển. Chúng ta có cái chiến lược phát triển 5 năm sau của Hàn Quốc về không gian Metaverse, và họ đang đặt cái mục tiêu đó anh em, là họ sẽ trở thành một cái cường quốc về Metaverse trong tương lai, bằng cách là họ triển khai những cái trường học này anh em. Nó không phải là trường học nữa, nếu mà mình gọi trường học nó sẽ là khái niệm sai, mà đó hình như chính là những cái viện đào tạo này, những cái viện đào tạo Metaverse về những cái phương, về những cái phương diện như là về âm nhạc, về hình ảnh, về giải trí, và thậm chí họ còn đào tạo ra, họ train ra khoảng là 400 đến 500 nhân viên chuyên về Metaverse để mà thúc đẩy cái lĩnh vực này tại Hàn Quốc. Và sau đó chính phủ họ còn tạo ra những cái quỹ tài trợ để mà họ ươm mầm những cái dự án khởi nghiệp về Metaverse nữa. Đó, thì anh em thấy chúng ta có Hàn Quốc, chúng ta có Trung Quốc, và bây giờ hiện tại đó, bây giờ chúng ta có Thổ Nhĩ Kỳ. Thì anh em thấy là những cái quốc gia dần dần nó sẽ xếp domino, nó không chỉ là về riêng về Bitcoin, nó không chỉ là riêng về Ethereum, nó không chỉ là riêng một đồng coin nào cả, mà những cái như là DeFi, Metaverse, NFT thì dần dần nó sẽ nâng lên. Nếu mà tầm khoảng 2-3 năm trước anh em chỉ thấy là Bitcoin nó như vậy, và bây giờ chúng ta thấy là quốc gia họ bắt đầu họ mua Bitcoin, đúng không? Nhiều quốc gia họ đấu trí với nhau, họ đấu về mặt luật pháp, về pháp lý về Bitcoin, thì bây giờ chúng ta cũng đã thấy sự lan rộng của những ngành, của những cái lĩnh vực khác như là về NFT hoặc là về Metaverse. Đó, thì đó là một cái tín hiệu rất là đáng mừng ngay tại thời điểm hiện tại, mặc dù thị trường có đâm, thị trường có gián đoạn như thế nào, nhưng mà nếu mà chúng ta nhìn sâu rộng hơn trong một cái tương lai dài hơn thì mình nghĩ là đây là một tín hiệu rất là đáng mừng. Đó. Rồi, tiếp theo chúng ta hãy đến với một cái thông tin mà mình nghĩ rằng đây cũng là một cái drama mà rất nhiều anh em cũng đang rất là hóng đây. Đó chính là tỷ phú Mike Novogratz đó, thì ông đã ra kèo 1 triệu USD để mà có thể thách thức Peter Schiff. Thì anh em biết á, là cái kèo này đến từ đâu? Tức là khi mà thị trường đâm đó anh em, khi mà thị trường đâm vào ngày 22 tháng 1, tức là vào khoảng đầu tuần này đó, thì anh em biết là tỷ phú Mike đó thì ông là một người quá là nổi tiếng rồi. Ông là CEO của cái quỹ Galaxy Digital. Thì anh em biết cái là ông cũng thường xuyên để lên trấn an cộng đồng lắm, và ông cũng đưa ra những cái dự đoán phân tích của mình. Thì anh em biết là cái việc mà Fed nâng lãi suất á, thì trước đây á, khi mà chủ tịch Fed Jerome Powell đó, ông được tái bổ nhiệm lại, thì ngay lúc đó thì tỷ phú Mike đó, ông có lên ông nói rằng là có lẽ thị trường tiền mã hóa năm 2022 sẽ là một cái thị trường, thì sẽ là một cái giai đoạn đầy biến động và đầy khó khăn với nhà đầu tư, tại vì những cái quan điểm của Jerome Powell đối với Fed, họ sẽ làm khác đi, họ sẽ tăng lãi suất, vân vân. Thì những cái dự đoán đó của ông đều là đúng hết. Đó, thì ngay khi mà thị trường đơm thì ông có lên ông nói rằng là một cái này xin giải thích nhanh để cho anh em nha. Thì ông nói rằng là cái ngưỡng mà 2600 đô đó sẽ là một cái ngưỡng hỗ trợ tiếp theo của Ethereum, và ông hy vọng rằng cái ngưỡng này nó sẽ được giữ. Và nếu mà chúng ta kiên trì đó trong cái năm nay á, thì chắc chắn là sẽ mở ra những cái thành công trong những cái năm sau. Nhưng mà đối với riêng năm nay đó thì sẽ là một cái năm mà mọi người cảm thấy rằng là nếu mà mọi người là nhà đầu tư trong cái thị trường crypto này á, thì nó sẽ là một cái ngành nghề rất là khó khăn đó. Thì ngay lập tức đó thì Peter Schiff đã vào cà khịa cái chia sẻ này của tỷ phú Mike, và Peter Schiff nói rằng là ok, có thể là 2600 đô là cái ngưỡng hỗ trợ đầu tiên, nhưng mà nếu mà nó sụp thì sao, thì sẽ tới 2300 đô, nếu mà nó sụp nữa thì sao, thì sẽ tới 1800 đô, và cuối cùng mới là mọi người sẽ cùng nhau mà cầu nguyện là cái ngưỡng hỗ trợ 1000 đô sẽ được giữ chứ không có thủng tiếp. Thì đây giống như kiểu là một cái màn cà khịa thôi anh em, ví dụ như là nếu mà anh nói cái này là hỗ trợ, còn nếu nó thủng thì cái ngưỡng tiếp theo là hỗ trợ. Tức là nếu mà mình nói một cách vui thôi nha, chứ mình không phải là châm chọc những cái người này, tại vì những cái người này họ là những cái chuyên gia rồi. Nếu mà nói những cách vui như anh em mình chơi á, thì đây là giống kiểu là tỷ phú Mike ông đưa ra dự đoán, xong rồi Peter Schiff nói là
ông muốn nói gì ông nói, tại vì thầy bùa nói gì cũng được, không lên thì xuống, không xuống thì lên đó anh em, kiểu như vậy. Thì cuối cùng á là tỷ phú Mai á, ông mới nói rằng á là ông mới nói rằng là sao, ông nói rằng là ok, nếu mà bây giờ ông sẽ bet 1 triệu đô, tức là ông cá 1 triệu đô với Peter Schiff á, là nếu mà từ đây trong 1 năm sau đó mà Bitcoin giao dịch ở trên cái ngưỡng 35.000 đô thì ông có dám chơi với tôi 1 triệu đô hay không? Nếu mà cái dự đoán của Mike á, sai á, thì ông sẽ cầm 1 triệu đô đó ông đưa cho Peter Schiff để mà đưa vào những cái tổ chức từ thiện anh em. Đó thì hiện tại khi mà tỷ phú Mike ra kèo đó thì Peter Schiff vẫn chưa có phản hồi một cái bất cứ điều gì. Và thậm chí Peter Schiff á, trước khi ra kèo thì ông còn nói rằng là cái việc mà chúng ta đầu tư vào tiền mã hóa là chúng ta chỉ có nắm giữ và chúng ta cứ ngồi chúng ta cầu nguyện thắp nhang hy vọng mà thôi, thì đó không phải là một cái chiến dịch tốt đó. Mà mặc dù chúng ta nắm giữ Bitcoin hay là Ethereum hay là gì đó thì chúng ta chỉ là những kẻ nó rất là ngu ngốc và sẽ dẫn đến sai lầm thôi. Thì anh em cũng biết rằng là Peter Schiff là một nhà môi giới chứng khoán mà ông rất đề cao vàng chứ ông không có bao giờ mà đề cao Bitcoin hay là Ethereum cả, và ông cũng đã rất là nhiều lần chỉ trích Bitcoin trong quá khứ đó. Thì cuối cùng một cái câu chuyện này nó khép lại rằng là tỷ phú Mai ông đã không nói một cái gì cả, đúng là dân chơi luôn. Ông nói là bây giờ có dám bet kèo 1 triệu đô, có dám cá kèo 1 triệu đô hay không. Thì để giải thích kỹ hơn á, thì đây không phải là trong vòng từ đây tới 1 năm sau Bitcoin sẽ không có xuống ngưỡng 35.000 đô nữa nha anh em. Tức là cái kèo của tỷ phú Mai đó thì ông nói rằng là từ đây tới 1 năm sau Bitcoin sẽ giao dịch trên 35.000 đô, thì chúng ta phải hiểu được rằng á là từ cái thời điểm này nè tới cái thời điểm năm sau, tức là ví dụ hôm nay mình làm video vào ngày 27-28 tháng 1 đi, thì tới cái ngày 28 tháng 1 Bitcoin sẽ trên 35.000 đô, chứ không phải là từ cái thời gian này tới ngày 28 tháng 1 thì trong 1 năm đó Bitcoin không được dưới 35.000 đô nha anh em. Tức là cứ đi đâu thì đi, Bitcoin cứ đi đâu thì đi, nhưng mà đúng thời gian này năm sau Bitcoin sẽ trên 35.000 đô. Thì đó là cái kẹp của tỷ phú Mai. Thì có lẽ như là Peter Schiff ông thấy sao sao đó nên là ông cũng không có phản hồi gì với cái thông tin này cả. Thì đây cũng là một cái sự kiện khá là thú vị. Thì mình thì để chia sẻ thêm về Peter Schiff, thì đây cũng không phải là cái lần đầu tiên mà Peter ông đã chỉ trích những cái người nổi tiếng mà có tầm ảnh hưởng trên crypto đâu. Thậm chí anh em biết cái là cái đợt bắt hụt đáy của tổng thống El Salvador mà 150 Bitcoin đó anh em. Đó thì ông cũng vào ông cà khịa, ông nói rằng là ủa anh bắt đáy chi vậy, còn nhiều đáy hơn mà anh không bắt mà anh bắt ngay tại tầm khoảng 48-47.000 đô chi vậy. Thì ngay khi đó đó ông thì ngay đó thì tỷ phú Peter ông còn dội thêm một câu nữa là sẽ còn bao nhiêu thuế má để mà anh lấy từ dân để mà anh đi anh chơi Bitcoin vậy, còn rất nhiều đáy mà. Thì ngay lúc đó thì tổng thống El Salvador ông nói rằng là cái vấn đề đó ông không có quan tâm, ông chỉ quan tâm là bây giờ cái nguồn dự trữ ngân khố của ông nếu mà xét về 1 năm trước thì có khoảng là 44.106 OZ của vàng, và nếu vào cái thời điểm đó mà ông mua Bitcoin á, thì bây giờ á thì bây giờ là cái giá trị của cái số vàng này á, là từ 79 triệu đô, thì bây giờ nó đã là 204 triệu đô. Thì đây không phải là cái lời tiếc nuối gì của tỷ phú El Salvador hết, mà ông muốn nói rằng ở đây tức là một cái hình ảnh ứng dụng để mà nói về những cái tiềm năng của Bitcoin trong tương lai. Vì vậy El Salvador không có ngại bắt bất kỳ một cái đáy nào của Bitcoin cả, thì mình nghĩ rằng là nói như vậy. Và tiếp theo thì anh em biết á, là Mark Cuban á, là một cái người cũng anh em cũng biết ông nổi tiếng đúng không, ông Mark Cuban ở trong Shark Tank đó. Thì Peter Schiff cũng từng mà đi cà khịa với Mark Cuban với Kevin O'Leary. Thì ông cũng cà khịa hai cái vị cá mập này á, là tại sao mấy lúc trước mấy ông chỉ trích Bitcoin mà bây giờ mấy ông lại đi chơi Bitcoin. Bitcoin nó là bong bóng tài chính đó, thì mấy ông đừng có chơi đó, vàng vẫn là số 1. Thì ngay lập tức anh em biết là Mark Cuban cũng nhảy vào chửi ổng. Mark Cuban nói là Bitcoin Ethereum là công nghệ gì đó mà chúng ta phải tiến tới tương lai, còn vàng thì dần dần nó cũng sẽ bị phai một hay năm tháng gì đó, nói chung là như vậy. Và cái đặc biệt cuối cùng đó chính là về ông Peter này, ông cũng từng cà khịa Elon Musk luôn nha anh em. Thì ông nói rằng á là cái việc mà Elon Musk khẳng định là Bitcoin giống như BS, thì ở đây mình có giải thích BS cho anh em. BS chính là balance sheet, tức là một cái bản con đối kế toán mà một công ty họ có thể tóm tắt những cái tài sản họ đang sở hữu đó. Thì ông Elon Musk ông từng nói là Bitcoin giống như BS và giống như tiền pháp định, những cái tiền fiat của mình đó. Đó thì tự nhiên bây giờ đó khi mà Elon Musk ông khẳng định cái câu này nè, đó thì ông Peter ông nói rằng là một kỹ sư ở đây mà rất là mắc cười cái này. Ông nói rằng là một kỹ sư anh nên biết phân biệt giữa một cái sự hữu hình và một cái chuỗi số toán học. Thì ở đây nó hơi trừu tượng một tí, nhưng mà theo cái nghĩa của mình hiểu á, là khi Elon Musk ông nói rằng là Bitcoin dần giống như là tiền pháp định và giống như một cái bản cân đối kế toán, tức là một cái tài sản mà chúng ta có thể sở hữu được đó anh em, mà công ty có thể mua được đó. Thì ông Peter Schiff á, ý của ông trong một cái câu này á, mà nếu mà dịch ra tiếng Việt thì mình cho mình nói hơi thô một tí, tức là anh là kỹ sư chứ anh đâu phải là gì đâu, anh đừng có bị khùng á, tức là anh
Anh phải biết phân biệt giữa cái nào mà nắm giữ được so với những cái gì mà nó trên máy tính. Kiểu vậy là bạn phải biết đâu là thật, đâu là mơ á anh em. Đó thì đây cũng là một cái màn cà khịa, mình nghĩ là nó cũng khá là văn minh đó. Nhưng mà ông nói rằng là làm một kỹ sư, anh phải biết phân biệt giữa cái sự hữu hình bên ngoài và những cái chữ số toán học trên máy tính, kiểu dạng vậy đó. Thì cuối cùng á, ông cũng nói rất là nhiều, ông nói là vàng là số 1, rồi Bitcoin như thế này kia. Ông nói là tiền bạc không phải là một cái nguồn dữ liệu gì đó. Thì cuối cùng Elon Musk, ông chỉ nói lại đúng một câu thôi. Thì ông cũng rất là văn minh khi ông nói rằng là nếu mà anh có vàng thì anh cũng hãy nên sở hữu tiền mã hóa. Và thực sự á, tiền tệ của chúng ta nó cũng chỉ là dữ liệu mà thôi. Nó cho phép chúng ta tránh những cái sự bất tiện mà chúng ta trao đổi hàng hóa thôi. Chứ tiền bạc nó cũng có những cái độ trễ và lỗi. Đó, nó chỉ đơn giản là như vậy. Thì chúng ta biết rằng là Peter Schiff là một cái con người mà ông rất là đề cao vàng và ông rất là chỉ trích Bitcoin. Và ngay cả cái thời điểm này đó, khi mà Bitcoin nó bắt đầu nó đâm và nó di chuyển rất là khó chịu, thì ông cũng đã nhân cơ hội này để mà ông bị ông cà khịa lum la để có thể chứng minh là ông đúng. Nhưng mà một cái trường hợp hy hữu chính là con trai của Peter Schiff đó, là Spencer Schiff đó anh em. Thì con trai của ông thì lại all in tất tay vào Bitcoin luôn, và ông còn chửi con trai ông nữa mà. Ông còn chửi con trai ông là à, tại sao mày lại ngu ngốc như vậy, mày bị khùng như vậy. Và ông lo sợ rằng cái hành động của con trai ông nó sẽ ảnh hưởng tới một cái thế hệ trẻ trong tương lai nữa. Thì đây cũng là một cái câu chuyện nó khá là thú vị mà mình cũng muốn chia sẻ cho anh em, để mà chúng ta có những cái góc nhìn từ những cái cá mập cá voi mà mấy ông chửi nhau ra sao, để mà không phải là chúng ta để vui đâu. Ok, đồng ý vui nó chỉ là một cái sự giải trí thôi. Nhưng mà qua những cái này chúng ta mới học được những cái góc nhìn đa chiều của những con người mà họ giỏi trong thế giới tài chính này. Ở đây mình không phủ nhận là Peter Schiff không giỏi nha. Đó, mình không có phủ nhận là ổng ngu ngốc hay gì cả. Tất cả những con người trong đây họ đều là giỏi, nhưng mà chúng ta hãy nhìn vào những cái quan điểm đối lập của họ để mà chúng ta có thể biết được là trong thế giới tài chính này có những người họ đang nghĩ gì, có những người họ đang nghĩ gì, và thị trường của chúng ta nó sẽ vận động ra sao khi mà những cái quan điểm nó đối lập như vậy. Đó, thì đó chính là những cái bài học mà mình muốn chia sẻ cho anh em. Rồi, và tiếp theo chúng ta hãy đến với Rayscale. Thì Rayscale đã khá là lâu rồi thì chúng ta không nghe tới Rayscale đúng không? Rayscale là một cái quỹ đầu tư tiền mã hóa lớn nhất tại thời điểm hiện tại đó anh em. Và trong tuần này Rayscale họ cũng đã thêm vào cho họ những cái đồng coin, những cái dự án mà họ xem xét tiềm năng đó anh em. Họ xem xét tiềm năng để mà họ có thể bổ sung trong tương lai thành một những cái sản phẩm đầu tư chính. Thì ở đây nó có quá nhiều luôn, thì anh em có thể lên coin số 8 anh em đọc nha. Đó, thì đây nè, ở đây mình có liệt kê rõ cho anh em. Đây chính là những cái tài sản mà họ sẽ xem xét. Đó, thì hiện tại nó đã lên có khoảng là 40 mấy rồi. Khá là dài luôn. Còn đây chính là những cái altcoin mà họ đã bổ sung vào cái sản phẩm chính thức của họ để mà họ cung cấp cho những cái quỹ đầu tư tổ chức tài chính lớn đó. Đây chính là dường như là có 24. Đúng rồi, có 24 dự án, và 44 dự án vẫn đang nằm trong danh sách chờ để mà họ xem xét, để mà họ đẩy lên cái danh sách chính thức. Thì cũng khá là lâu rồi, mà khi mỗi lần mà Rayscale mà tung ra một cái gì đó thì mình nghĩ rằng là những anh em nào mà chưa biết hold coin gì, chưa biết đầu tư gì thì anh em cũng nên vào đây tham khảo, tại vì mình bước theo chân cá mập mà. Đó, đây có rất nhiều sự lựa chọn cho anh em ở đây. Rồi, tiếp theo một cái thông tin mà mình nghĩ rằng nó cũng sẽ củng cố niềm tin cho anh em rất là nhiều, đó chính là về MicroStrategy. Thì lúc trước á, thì mình đã đưa cho anh em rằng là tỷ phú mà CEO Michael Saylor đó của MicroStrategy, thì ông đã khẳng định là ông sẽ không bán bất kỳ một Bitcoin nào nếu mà thị trường của chúng ta có đi vào một cái mùa đông crypto. Thì vào trong ngày hôm qua đó, chúng ta tiếp tục nhận được cái tín hiệu của MicroStrategy, mà không phải từ CEO Michael Saylor nữa, mà từ CFO, chính là một giám đốc tài chính của MicroStrategy, chính là ông Phong Lê. Thì ông có nói rằng là chúng tôi sẽ không biết là trong năm 2022 MicroStrategy có mua Bitcoin nhiều hơn năm 2021 hay không. Đó, nhưng mà cái việc mà chúng tôi giữ và mua Bitcoin chúng tôi vẫn sẽ làm trong năm 2022. Và làm bằng cách nào? Nếu mà không đủ tiền đúng không, thì chúng tôi sẽ đi, chúng tôi phát động trái phiếu, chúng tôi huy động trái phiếu, chúng tôi làm. Đó, thì anh em biết rằng là dù đi tới đâu hay là dù có đụng tới bất kỳ cái gì, thì cái việc mua và giữ của MicroStrategy sẽ vẫn cứ tiếp tục được thực hiện trong hàng năm mà thôi. Và trong năm nay, năm 2022 thì chúng ta mới trải qua tháng 1, thì chúng ta chưa thấy MicroStrategy bổ sung bất kỳ một BTC nào, cũng như bán một BTC nào cả. Nhưng mà bằng cái lời khẳng định này, trong năm 2022 thì MicroStrategy sẽ vẫn tiếp tục mua và mua Bitcoin mà thôi. Và cái số lượng mua bao nhiêu thì chúng ta còn phải chờ cho tương lai. Vì vậy chúng ta có thể thấy được rằng ở đây là một cái tay chơi cực kỳ lớn và rất là all in, rất là tất tay với Bitcoin nha anh em. Đó, thì đây cũng là một cái điểm tựa vững chắc để mà anh em có thể biết được rằng là cái thị trường của chúng ta nó sẽ còn tăng trưởng nữa. Tại vì nếu mà thị trường của chúng ta đi vào downtrend, và nếu thị trường của chúng ta có một cú sụp cực kỳ mạnh, thì mình nghĩ rằng là những cái ông lớn thế này ông sẽ lỗ mà nó còn khủng khiếp hơn anh em chúng ta rất là nhiều. Đó, vì vậy đây cũng là một cái dẫn chứng niềm tin để cho anh em có thể bổ sung trong thời gian gần đây ha. Rồi, và tiếp theo chúng ta hãy đến với Cardano đi. Thì Cardano thì dạo gần đây á, thì sau khi mà cái sàn mà SundaeSwap ra đó anh em, thì nó đã bị rất nhiều cái lỗi vặt
như là không giao dịch được, rồi bị lỗ hệ thống, rồi mạng bị chậm, rồi tùm lum tùm la hết. Thì vào sáng hôm nay đó thì mình vừa ghi nhận một cái tin tức đó là cái mạng lưới của ADA đó nó đã hoạt động, nó hoạt động hết công suất luôn. Nó hoạt động hết công suất là chỉ vì cái sàn DEX SwapSwap này. Đó, thì cái điều này nó cho chúng ta thấy là gì? Nó cho chúng ta thấy được rằng á là cái hệ thống ăn thông, cái việc mà xử lý, cái hệ thống xử lý của mạng ADA đó dường như là nó bị một cái vấn đề gì đó. Tại vì là chỉ cần một cái sàn DEX SwapSwap hoạt động thôi mà nó đã gần chiếm, nó đã gần đạt được cái mức giới hạn vận hành của mạng lưới rồi thì chắc chắn nó có vấn đề. Thì ở đây chúng ta đã có hai cái luồng ý kiến cho rằng đó là khi mà có một số người họ ủng hộ Cardano, tại vì là nếu mà được ứng dụng rộng rãi, không được ứng dụng rộng rãi không còn tăng trưởng thì Cardano họ sẽ còn mở rộng sang nữa. Tại vì sao? Tại vì ADA họ chỉ mới dừng ở một cái giai đoạn là Google End thôi, họ còn hai cái giai đoạn tiếp theo. Và ADA cũng đã nói với nhà đầu tư rằng là tiếp theo đây họ sẽ chuẩn bị mở rộng ăn thông và thực hiện nâng cấp mạng lưới nữa. Vì vậy nên cái vấn đề hiện tại nó sẽ không có quá là rắc rối đâu. Nhưng một số người họ cũng có một cái quan điểm nó đối lập như vậy. Họ nói rằng là nếu mà chỉ vì một cái sàn DEX mà mạng đã gần chạm giới hạn rồi, vậy nếu có nhiều cái DApp khác nó nhảy vào cái hệ sinh thái của ADA thì nó sẽ ra sao nữa? Chẳng lẽ đứng, rồi chẳng lẽ bị vấp, rồi chẳng lẽ bị tắc nghẽn, và nó sẽ có nhiều hàng loạt cái vấn đề khác nữa. Vì vậy nên họ cho rằng là ADA cũng là một cái gì đó nó nhiều lời nói, nó nhiều lý thuyết hơn là cái vấn đề mà áp dụng thực tiễn. Thì ở đây mình cũng thấy rằng là hai cái luồng quan điểm này thì nó cái nơi nào nó cũng có chỗ đúng cả. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn vào cái việc mà SundaeSwap mới ra mainnet, mới chạy mà đã gặp rất nhiều lỗi rồi, thì anh em cũng biết rằng là nó cũng sẽ xảy ra những cái vấn đề lo ngại đối với niềm tin nhà đầu tư, và đặc biệt là cái sự kiện mà SundaeSwap và Cash Starter nữa. Thì hai cái dự án này đó là hai dự án đều nằm trên ADA hết. Nhưng mà chỉ vì cái việc mà hai dự án này, và để mình giải thích gọn nhẹ cho anh em, là hai dự án này nó móc nối với nhau đúng không? Nó nói với nhà đầu tư là ok, các anh hãy tạo thanh khoản cho chúng tôi, và các anh sẽ được nhận về một cái phần thưởng gì đó. Mình mô tả đơn giản là như vậy ha. Thì hai bạn móc nối với nhau, xong rồi các anh hãy cứ đếp tiền vào đi, các anh lóc đi, các anh ủng hộ chúng tôi đi, thì chúng tôi sẽ trả cho một cái phần thưởng nào đó. Và cái phần thưởng đó thì chắc chắn sẽ là một cái phần thưởng nó lớn dành cho các anh. Nhưng mà cuối cùng á, sau khi mà cái phần thưởng đó được công bố rồi á, thì nó như là một cái cú tát vào mặt nhà đầu tư vậy. Tại vì nó chả có lớn tí nào cả, và thậm chí nó còn rẻ mạt hơn cái việc nhà đầu tư cầm tiền để mà đi đép vô cái giao thức này. Thì đó, chỉ vì một cái sự kiện đó mà cuối cùng hai ông này, ông Sinde thì lại đi đổ lỗi cho ông Castater, ông Castater thì lại đi đổ lỗi cho ông Sinde. Đó, thì hai ông sau khi mình bị cộng đồng nói như vậy, chỉ trích như vậy, thì hai ông đi đổ lỗi cho nhau. Và cuối cùng đó là Charles Hoskinson, là nhà sáng lập của ADA đó, thì ông cũng có lên ông nói là nếu mà hai tụi mày mà giải quyết như vậy như kia, mà hai tụi mày không tìm được tiếng nói chung á, thì hai tụi mày nên tốt nhất là nên biến đi cùng nhau đi. Hoặc là có tòa án đó, hai tụi mày cứ lôi nhau ra tòa án mà xử đi. Chứ cái việc mà tụi mày lên nhau, tụi mày lên mạng, tụi mày đối chấp với cộng đồng như vậy, tụi mày đổ lỗi cho nhau như vậy, thì cái điều đó nó sẽ làm ảnh hưởng tới thương hiệu của ADA rất 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 là nhiều. Vì thế ông cũng rất là nổi giận với cái sự kiện này. Và đây là mình cho rằng là trong một tuần qua thì đó là một cái chuỗi ngày ảm đạm của ADA cực kỳ luôn. Tại vì là cái sự kiện Manet của SundaeSwap, cái DApp đầu tiên được cộng đồng ADA chờ đợi, anh em biết là nó cả mấy năm trời rồi, ADA không hề có một cái DApp nào hết. Bao nhiêu cái lời hứa hàng tỷ, hàng trăm nghìn DApp cắm lên không có luôn. Và bây giờ cái SundaeSwap này nó ra một cái thì chắc chắn là nhà đầu tư sẽ phải mong đợi rồi. Nhưng mà cuối cùng chúng ta nhận lại được là gì? Đó, nhà đầu tư mong đợi, nhà đầu tư rất là kỳ vọng. Vì thế anh em thấy là tuần qua là cái giá ADA nó bay không? Nó bay rất là ghê, tại vì là cái dựa vào cái sự kiện Manet của SundaeSwap đó anh em. Đó, và thậm chí là một cái sự kiện của Metaverse sẽ xuất hiện trên ADA nữa, thì nhà đầu tư rất là mong đợi đó nên hỏi mua. Đó, mà cuối cùng ra cái bắt đầu bị tắc nghẽn mạng lưới, bị không giao dịch được, rồi lên giải thích rất là vòng vo, và sau đó là đi đổ lỗi cho nhau về cái vấn đề này đó. Thì mình nghĩ rằng đó là cái vấn đề cực thảm hại đối với ADA tại thời điểm hiện tại. Mình ở đây mình không phải là chỉ trích ADA, nhưng mà đó là những cái sự thật mà mình phải thông báo đến cho anh em, để mà cho anh em có được những cái thông tin nó xác thực nhất, chứ không phải là nâng bi hay là cũng không phải là chê trách một dạng nào cả. Thì đó, nó có những cái điểm tốt ADA mình cũng đã nói, và nó cũng đã có những cái điểm xấu mình cũng cần phải nói. Ok, rồi mình nghĩ rằng cái video của mình ở đây cũng khá là dài rồi. Vì thế mình sẽ cảm ơn anh em rất là nhiều nha. Thật sự cảm ơn anh em luôn. Tại vì là mình đã thất hứa với anh em tầm khoảng thứ tư, thứ năm sẽ ra video, nhưng hôm nay là thứ sáu, thứ bảy rồi. Đó, mình xin cảm ơn anh em rất là nhiều nha. Và cũng nhân cái dịp Tết Nhâm Dần đúng không? Nhâm Dần năm 2022, thì mình cũng xin chúc anh em vạn sự như ý nha.
cực kỳ thịnh vượng cho năm sau, tài khoản ít nhiều lần nè, hạnh phúc. Và cái điều đặc biệt nhất là anh em phải có thật nhiều sức khỏe, phải giữ cho mình sức khỏe và luôn hạnh phúc ấm no bên gia đình nha. Rồi, một lần nữa cảm ơn anh em. Chào tạm biệt anh em nha. Bye bye.